Kính thưa quý Phật tử, có nhiều tin nhắn rồi có nhiều cuộc điện thoại mà khi thầy đọc với thầy nhận được thầy cũng cảm thấy hạnh phúc. Người ta nói thưa thầy, thấy lịch giảng tháng 7 của thầy con chóng mặt. Rồi hỏi thầy chứ thầy có chóng mặt không? Thầy nói không, thầy rối loạn tiền đình thôi. Khi đọc những cái tin nhắn đó, tự nhiên mình thấy cuộc đời này đúng là cuộc đời vẫn đẹp sao, phải không quý vị? Chúng ta thì luôn có cái tâm lý là mình dễ bỏ cuộc, dễ bất mãn, dễ nản lòng, rồi chúng ta chán cái gì đó là chúng ta dẹp sạch hết à, có không quý vị, có không? Có những lúc chính bản thân thầy cũng cảm thấy cuộc sống của mình sao mà nó đơn điệu quá, việc làm của mình nó vô nghĩa quá. Nhưng mà thật sự nó có đơn điệu không quý vị? Nó có vô nghĩa không? Không, tại mình đang tức cái con nhỏ đó, mình đang tức cái thằng quỷ đó, mình đang ghét cái người đó, cho nên là tự nhiên mình cũng ghét luôn mình ghét luôn cái hành động của mình, ghét luôn cái việc làm của mình, và vô tình chúng ta ghét luôn cả ước mơ của mình. Rồi chúng ta cũng sẽ dừng lại khi có ai đó quan tâm, chia sẻ, động viên, an ủi mình. Nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta buồn, chúng ta nản, chúng ta chán, chúng ta dẹp, chúng ta bỏ, thời gian đó là chúng ta mệt mỏi lắm. Một ngày nó dài vô cùng, một buổi thôi mà chúng ta bị chìm ở trong cái sự mà chán nản đó, cái tâm lý đó nó nặng nề lắm quý vị. Và mình ì ạch, mình đi qua cuộc đời này đếm bằng cái tích tắc đồng hồ, trong khi niềm vui thì chúng ta thấy một ngày nó qua một cái dèo, nó nhanh quá. Còn nỗi buồn, sự chán nản thì nó làm cho chúng ta phiền não. Cho nên có những lúc chúng ta bế tắc, chúng ta rất bản lĩnh để chúng ta đi, nhưng thâm tâm của mình biết hơn ai hết có một câu hỏi rất lớn: không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Quý vị đã từng rơi vào hoàn cảnh này chưa? Có không? Ai có đâu, giơ tay lên thầy coi. Thầy nghĩ quá ít. Bây giờ thầy hỏi lại quý vị trung thực trả lời: có lúc nào quý vị rơi vào hoàn cảnh mà mình bế tắc, mình hỏi mình rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Ai rơi vào hoàn cảnh này giơ tay lên. Chính thầy còn có mà thầy nghĩ quý vị không có là quá giỏi. Rõ ràng là mình có mục đích trong cuộc sống nha. Mình vẫn hướng thiện, mình vẫn có nghề nghiệp ổn định, mình vẫn có chồng, có vợ, có con cái, có gia đình đề huề. Nhưng có những lúc chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, và chúng ta để cho cái tâm lý bất mãn, yếu đuối nó chi phối mình, và chúng ta đóng khung hết mọi thứ. Cái này bình thường thôi, không có tội lỗi gì hết. Cái cảm giác mà mình thấy mình chênh vênh trên lối đi, chúng ta cảm thấy mình mệt mỏi trong cái công việc, trên cái con đường mà chúng ta chọn, đây là trạng thái tâm lý rất bình thường trong cuộc sống, không có gì lạ hết. Và những lúc mà chúng ta thắc mắc như thế, thầy khuyên các vị là chúng ta phải trả lời nó.
chứ không có đặt câu hỏi đó rồi cái sách đích đi. Không có. Bất mãn thì có bất mãn đó, chán nản là có đó, nhưng hãy đặt ra câu hỏi là nhất định phải tìm giải đáp cho câu hỏi đó. Nếu không, chúng ta sẽ tự đào thải mình. Rồi cuối cùng chúng ta cứ lẩn quẩn với những cái thắc mắc phụ kèm theo thắc mắc chính đó, rồi chúng ta gặp ai là chúng ta xử luôn người đó. Nhưng những điều đó không quan trọng bằng chính mình xử lấy cái ước mơ của mình. Mình nạt người khác là chuyện bình thường, mình giận người khác là chuyện bình thường, chúng ta không thèm nhìn mặt người khác là chuyện bình thường, nhưng chúng ta không chịu nhìn lại ước mơ của mình, chúng ta không chịu kích phấn cho cái lòng của mình nó vươn lên sau khi sụp đổ hay là vấp ngã, cái đó mới là thê thảm. Bóng đêm không đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất là gì? Là để lại bóng đêm trong lòng của mình. Phải không quý vị? Hôm nay, và chắc có lẽ một vài buổi nữa, Thầy sẽ đến với tất cả các vị tại giảng đường này qua một chủ đề tâm lý xã hội. Để quý vị có thể ứng dụng lời của Đức Phật, giải quyết những thắc mắc do mình đặt ra mà mình không có trách nhiệm đi giải quyết. Những gút mắc mà chúng ta thắt lại mà chúng ta không có trách nhiệm để mở ra, xin phép được trình bày với tất cả quý vị qua chủ đề vì cái gì. Quý vị đã từng hỏi mình là vì cái gì chưa? Có hỏi chưa? Thầy nhiều khi còn hỏi thầy nữa. Tức là có lúc mình mệt quá, mình dẹp, cái mình ngồi chỗ không biết tôi bị gì cái gì nữa. Mà xin lỗi, mình biết không? Biết không quý vị? Sao không biết? Trời ơi. Mình hét lên tôi vì cái gì? Mình ngồi chỗ mình nói tôi vì cái gì? Để cho cái bà đó bà bớt sống vô tư một chút, phải không? Chứ sao mình không biết? Mình nói cho ai nghe? Có phải là mình hỏi để mình trả lời không? Không có đâu. Có đối tượng hết á. Nó cà khơi à, phải không? Nó khơi khơi, ai muốn nghe nghe, nhưng mình biết là mình sẽ nói cho ai nghe. Chỉ có mình với Phật biết, với cái người đó biết thôi. Mà người đó làm lơ, có bắt đầu mình nói kiểu khác. Nói thẳng không được mà nói giọng, nói trực tiếp không được mà nói gián tiếp. Thưa đại chúng, đã sống trong cuộc đời này thì ai cũng có những cái ước muốn. Nhưng mà hình như cái mục đích để xây dựng ước mơ, những người đang đi trên cái con đường xây dựng ước mơ đó, nhiều khi quên cái mục đích mà chỉ nhớ những cái phụ thôi. Cho nên một lúc nào đó chúng ta cảm thấy nó chơi vơi, không bám, không có chỗ níu, mình không biết mình phải làm cái gì nữa. Bị sốc một cái là cái như là chúng ta không biết làm gì, là do chúng ta không nắm được cái mục đích rõ ràng. Hãy xác định mục đích rồi đó thì chúng ta mới có thể đi đến đích. Thí dụ từ đây quý vị muốn đi tới Diện Chiên Tu thì phải đi ra cái hướng Vũng Tàu, phải không? Từ đây đi ra Vũng Tàu đâu phải là con đường thẳng đâu, cơm tấm Kiều Giang, bánh tráng Trảng Bàng rồi ha, rồi bánh canh Long Hương rồi ha, đủ thứ chỗ nó níu chân mình lại hết, sàn qua sàn lại đi hoài cũng tới Vũng Tàu, phải không? Khi chúng ta không xác định được mục đích ở trong cuộc sống này
Chúng ta cũng giống như những người mà lữ khách mà xách ba lô rồi đụng đâu là tạ xuống ngồi đó. Nó cũng có cái thú. Nhưng mà hễ mà chúng ta tấp chỗ này ghé chỗ kia thì chúng ta sẽ không đến mục đích, cũng giống như khúc gỗ trôi sông vậy đó. Nó vướng bờ, vướng bãi, nó bị kẹt lại thì nó sẽ không bao giờ ra đến đại dương. Cho nên một trong những dấu hiệu chính xác để biết người có hạnh phúc hay không, nhất định chúng ta phải dựa trên cái cơ sở đánh giá, đó là mục đích để xây dựng cho mình một ước mơ. Hay nói đơn giản là họ sống có mục đích hay không. Mà đừng nói ai, mình thôi. Có gia đình rồi thì mình cũng biết trách nhiệm của mình trong gia đình, đối với chồng, đối với vợ, đối với cha mẹ, đối với là em út, và đối với những đứa con của mình sắp chào đời. Nhưng mà gặp bạn bè cái mình quên. Cái này gọi là đi múc mùa lệ thủy. Xin được trở lại vấn đề. Chúng ta có mục đích sống khi chúng ta có gia đình. Nhưng mà dường như cuộc sống của chúng ta có một số người không có ý nghĩa. Tức là không có cảm nhận được cái ý nghĩa của cuộc sống của bản thân mình. Cho nên từ đó mình không có cảm hứng. Cho nên mình không có cảm hứng là chúng ta dễ bị xa cách nó lắm. Chúng ta không còn gắn bó với nó nữa. Nó nhạt nhẽo quá, không có gì níu kéo mình hết. Một cái nghề mà khi chúng ta đến đó chúng ta làm, dù chúng ta được đào tạo chuyên nghiệp, chúng ta có chuyên môn, nhưng mà khi đến đó nó có quá nhiều cái trở ngại. Đồng nghiệp không vui, rồi người quản lý thì mặt chầm dầm một đống, rồi thậm chí người nhà của mình cũng không có hài lòng khi mình đi làm xa ở nơi đó. Quý vị sẽ dễ dàng bỏ lấy, bỏ hết tất cả những cái mà quý vị đã ôm ấp ước mơ. Cho nên để có được một cuộc sống có ý nghĩa và đầy cảm hứng, thầy nghĩ rằng bản thân của chúng ta ai cũng phải xác định cho được giá trị đích thực của cuộc sống mình. Thì giá trị đó nó sẽ đắp đổi, tương tác với lại cái việc làm của mình. Chúng ta vừa làm cũng có nghĩa là chúng ta đắp cho ước mơ. Nhưng mà ước mơ của mình đã xác định có được mục đích, chúng ta hiểu được giá trị của cuộc sống, thì chính nó sẽ tác động trở lại để cho chúng ta thực hiện ước mơ và đi làm cái công việc này. Cả hai cái nó tương tác với nhau để giúp cho chúng ta làm việc mà không thấy mệt mỏi. Có khi chúng ta mệt nhưng chúng ta không có buông bỏ, chúng ta không có bỏ cuộc, và nó trở thành kim chỉ nam. Thầy thấy có nhiều người đó, họ than buồn, cho rằng là cuộc sống bây giờ nó mệt quá, làm gì tôi cũng không có suôn sẻ, gặp ai cũng có chuyện hết. Khi mà chúng ta không có khám phá ra mục đích của cuộc sống, chúng ta không có được niềm vui trong việc làm, thì mình đầu hàng là chuyện bình thường. Như vậy quý vị sẽ định hình ở môi trường nào, ở công việc nào, với con người nào, chúng ta sẽ mở ra có nhiều lối nữa, với những phương án, những kế hoạch, và mình tin mình sẽ làm được. Rồi khi chúng ta thất bại lần thứ hai, lần thứ ba, là dường như chúng ta trở thành một con người thụ động, hoàn toàn khác, không còn đủ cái sức để lao vào cuộc đời, không mạnh mẽ nữa. Cái này là thua. Không có ý chí là thua. Một người bệnh mà nằm một chỗ, nhưng người ta còn hơi thở, người ta còn chớp mắt, người ta còn thều thào được, người ta phấn đấu, người ta cũng có thể bình phục. Nhưng người bệnh khỏe mạnh mà mình bệnh trong tâm hồn của mình, mình bỏ cuộc, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ để vươn lên. Ngày hôm qua hả, thầy có coi một cái clip, không biết coi ở đâu,
Không phải coi một cái bài báo nói về một đứa bé mà nó dũng cảm bị ung thư 3 tuổi phải không? Không tới 3 tuổi, hình như 3 tuổi, người Mỹ. Tức là nó nhất định nó không rời xa mẹ nó. Mẹ nó lúc nào cũng ở bên cạnh nó hết. Cậu bé này rất dũng cảm, muốn có mẹ ở bên cạnh. Và mẹ cũng phải nói thật cho biết là một ngày nào đó con sẽ đi xa, con sẽ lên thiên đàng con ở. Thì cậu bé này cũng nói con cũng muốn mẹ đi theo, mẹ cùng ở cùng với con, con muốn. Người mẹ cũng hứa. Thì người mẹ chăm sóc con rất là kỹ và dành trọn vẹn cái thời gian đó cho con. Thì khi người mẹ mới gỡ cái tay ra nói cho mẹ đi tắm được không con, thì cái cậu bé này nói được. Người mẹ đi tắm. Thì cậu nhắm mắt lại và chết. Thì khi người mẹ mà trở ra đó, thì thấy con mình như thế rất đau lòng. Thì sau đó người ta hỏi thì bà mới tâm sự. Thì có một cái hình ảnh, đó là trước đây bà mẹ đi tắm đó, thì cái đứa con, cái cậu bé đó đi tới nằm ở trên cái tấm thảm chùi chân ở trước cái nhà tắm. Mà cái tư thế nằm của một cái đứa bé nhỏ mà nó bệnh, nó nằm nó co lại, nó nằm ở đây để nó chờ, nhất định không rời xa mẹ, trân quý từng giây từng phút một ở bên cạnh người thân yêu của mình. Một cậu bé như thế đúng là một tấm gương để cho chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. Đừng đợi tới một ngày nào đó mình bệnh nhiều như cậu bé đó rồi chúng ta mới nấn ná, mới níu kéo, mới giữ chặt tay của người thân mình. Trong khi chúng ta đang khỏe mạnh như thế này thì chúng ta lại ruồng bỏ, chúng ta lại hớt hủi, chúng ta lại phũ phàng. Đọc cái tin đó tự nhiên thấy mình có những lúc mình không có sống trọn vẹn và quý kính, trân trọng ân tình mà mình đang có. Quý vị đọc cái bài báo đó đi, cảm động lắm. Khi mà chúng ta không khám phá ra được mục đích của cuộc sống đời mình thì dường như chúng ta không có muốn tập trung hay là dồn công sức vào trong công việc của mình nữa, và có cái xu hướng là bỏ cuộc. Chúng ta buông bỏ và chúng ta bắt đầu một cái công việc khác. Rồi bắt đầu một công việc khác, gặp những cái chướng ngại, gặp những cái gì đó chúng ta không tìm được niềm vui, chúng ta lại buông bỏ tiếp. Như vậy cuộc sống của mình nó là những sự đắp đổi, bấp bênh, và dần dần chúng ta sẽ chai lì cảm xúc. Khi chúng ta chai lì cảm xúc rồi đó, chúng ta trở nên liều lĩnh, vô cảm và không có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Cho nên bất kỳ làm việc gì, cho dù có ai nâng đỡ, có ai tạo điều kiện, chúng ta cũng không bao giờ tìm được niềm vui và không có say mê trong cuộc sống. Chưa hết, suy nghĩ cực đoan nó xuất hiện, cho nên chúng ta mới thốt lên rằng tôi sống vô nghĩa, tôi cảm thấy tôi sống không có ý nghĩa gì hết, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi nó không có gì chắc chắn hết, trong lòng của tôi là một khoảng trống vô tận. Cho đến một ngày kia, mình tự vấn lương tâm: tôi có mặt trên cuộc đời này vì cái gì? Tôi sống trên cuộc đời này để làm cái gì? Và thật sự, cái gì nó quan trọng nhất đối với mình? Rơi vào hoàn cảnh này chúng ta không xác định được quý vị. Ngay cả một số người có nghề nghiệp ổn định,
có gia đình ổn định. Khi thầy đặt cái câu hỏi này, cái gì quan trọng với cuộc đời của con, 90% đều ngập ngừng trước khi trả lời. Chỉ có 10% là trả lời liền. Tức là người ta xác định được mục đích cuộc sống, cho nên người ta biết được cái gì nó quan trọng, phải không quý vị? Còn mình sống lững thững qua ngày như lục bình trôi theo con nước lớn rồng, nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống, hết phim. Nước tới đâu thì nó trôi tới đó thôi, chứ không xác định được cái gì là quan trọng nhất cuộc đời của mình. Rồi đợi suy nghĩ hơi mới rặn ra được cái gì quan trọng là thôi xin thưa, cái đó là đồ giả. Phải đồ giả không quý vị? Đồ giả. Tại vì mình suy nghĩ một lát để mình nói thì nó không thuộc về những tư duy mà chúng ta ấp ủ. Nó không thuộc về phạm trù đó là ước mơ, là mục đích của mình. Cho nên nó đâu có thành quan trọng. Đợi mình phải suy nghĩ thì đâu có quan trọng. Ngay còn có mấy đứa nhỏ nha quý vị, thầy hỏi nó trả lời rất là nhanh. Thầy hỏi cái gì quan trọng nhất cuộc đời của con? Nhỏ thôi, 12, 13 tuổi, trả lời rất là nhanh. Mẹ con. Nhưng mà có lẽ bây giờ chúng ta ngại nói hay sao, không dám nói phải không quý vị? Cái gì quan trọng nhất đời con? Ta hỏi có một số mấy em sinh viên học sinh đó, nó ngại hơn, nó mới nói mẹ con. Thầy nó khỏi trả lời đây con, thầy biết rồi. Chứ lẽ bây giờ ép nó nói nhỏ kia quan trọng hơn thì nó đâu có nói được phải không quý vị? Nó nói vậy thì nó rớt điểm sao? Cho nên nó muốn lấy lòng thầy, mẹ con là quan trọng nhất. Nhưng mà nó phải rặn lát mới ra. Thì cái kiểu đó là không phải, là mẹ nó đứng sau. Trời ơi, bà mẹ đó bà biết lắm. Chỉ cần thấy người ta buồn thôi là nó luống cuống rồi. Còn mẹ nó buồn năm này qua năm khác, nó không thèm hỏi một câu. Thấy người ta im lặng một chút thôi, nó tíu tít nó hỏi, tìm cho ra lý do. Còn mẹ nó im lặng bao nhiêu năm tháng, nó chả thèm đối hoài. Trong đây có ai vậy không con? Có không? Cổ chứ sao không cổ. Nó bây giờ hỏi thật sự quan trọng với mình là cái gì? Lâu lâu mấy đứa con phải đặt câu hỏi này, để mình thay đổi cái tư duy theo lối mòn thụ động, không thực tế và không trung thực. Mình phải thay đổi cái cách suy nghĩ đó để xác định cho được mục đích của đời mình, thì chúng ta mới có quyết định lớn được. Còn không xác định được mục đích của đời mình, chúng ta làm việc nó theo thời thôi. Tức là gió thổi chiều nào chúng ta xuôi theo chiều nấy, hoặc là nắng bề nào chúng ta nghiêng bề nấy. Chứ chúng ta không có mục đích, chúng ta cũng không có một cái kế hoạch, không có định hướng cho một cái tương lai. Rất nhiều người sống theo kiểu này, nhiều khi cứ dựa dẫm vô cha mẹ, bạn bè. Tại vì rất nhiều người tốt trong cuộc sống, người ta hỗ trợ mình, ta chia sẻ, ta giúp đỡ mình, cái cuối cùng mình giao cuộc đời của mình cho mấy người đó giữ luôn. Tại thấy có nhiều người tệ lắm, bệnh hoạn liên tục, bệnh gì chở đi nhà thương rồi cấp cứu, rồi tới khi tỉnh là thôi, vậy cũng không biết ở đâu có tiền để mình uống thuốc. Không cần biết. Thầy hỏi nó, trời ơi sư phụ, hơi sức nào suy nghĩ, mai chết rồi suy nghĩ chi tiền đó, trời đất ơi. Rồi con cái thì sao? Bạn bè thì tốt với mình, nhưng mà nó đâu có tốt hoài, nó còn có gia đình nó, nó còn có con cái nữa. Đang nghĩ vô tư vậy đó. Đó là một cái cách suy nghĩ tiêu cực. Thầy cho rằng cách suy nghĩ đó làm phiền người khác. Đồng ý là chết thì chết là thôi, chứ làm gì, phải không? Chứ không lẽ người ta đi thương cái xác chết ra tòa? Cũng không ai đi kiện đi cáo đối với lại cái người đã khuất. Nhưng mà mình cũng phải có một chút gì đó để chuẩn bị. Khi nó nằm ngoài tầm tay của chúng ta thì nó khác. Mình không có được 10 đồng thì mình cũng có được 1-2 đồng. Ít nhất mình cũng phải có một cái suy nghĩ rằng mình phải chuẩn bị khi mình bệnh, khi mình chết, khi mình lâm vào những cái cảnh cơ hàn. Đằng này không có suy nghĩ gì hết, trời ơi, sống quá vô tư.
Thưa đại chúng, trở lại vấn đề mà chúng ta không có xác định được mục đích của đời mình, chúng ta sẽ chẳng có bao giờ quyết định được những điều mà nó ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình. Mình không chủ động được. Và điều đó làm cho cuộc sống của mình trôi qua từng ngày một không có hạnh phúc. Mà khi chúng ta xác định được cái mục đích nó, mỗi một ngày nó sẽ là một niềm vui, một hạnh phúc. Thí dụ như chúng ta ước mơ chúng ta làm cô giáo chẳng hạn. Cho nên khi mà mình điền đơn, mình nộp, mình đăng ký vô trong trường sư phạm là mình cảm thấy có hạnh phúc rồi, phải không? Khi mình đem cái ý của mình đó, mình thưa với lại cha mẹ, với anh em ở trong nhà, mình nói mình muốn học sư phạm, muốn làm thầy giáo, được người nhà của mình ủng hộ, mình hạnh phúc không? Hạnh phúc. Rồi mình được lên trên cái giảng đường đại học sư phạm chúng ta học, hạnh phúc không? Trời, tự mình dệt ra ước mơ 3-4 năm sau, có mình lên đứng lớp cái có người nói em chào cô, cái tự nhiên cái mình ngồi đó mình cười rùi. Mình tưởng tượng ra đủ thứ. Cái đó hạnh phúc không quý vị? Hạnh phúc chứ. Mình nỗ lực mình học cái môn mình thích, mình chọn cái nghề mình hằng ước mơ, rồi mình được hành cái nghề đó, nó là hạnh phúc chứ. Có khi đồng lương nó không có nhiều, có khi thù lao nó không cao, nhưng nó được gói bằng ước mơ của mình, bằng nguyện vọng của mình, thầy nghĩ nó hạnh phúc ghê lắm. Đôi lúc thì chúng ta cũng cảm thấy mệt trong cái công việc là cô giáo với cô giáo nhau, nhưng mà có lúc thì cô giáo như mẹ hiền, nhưng có lúc thì cũng gặp cô giáo như bà chằn. Thì chúng ta cũng phải chấp nhận, chứ chúng ta buồn, chúng ta nản là không được. Bản thân thầy cũng vậy thôi. Khi thầy vô chùa mà thầy được mặc cái bộ đồ giặc hò, trời ơi quý vị nhớ thầy kể mà bận cái quần mà bằng vải lông dịch đó của sư ông cho đó, nó thụng thụng như cái lò xo, điên cái nó thụng. Rồi áo đâu có bận, đi lụm vải đồ tang người ta bỏ lại đó, đi nhuộm bằng cái cục pin cho nó đen đen luốt luốt rồi bận. Mà được bận cái bộ đồ đó, thầy thấy thầy sắp xẹt hào quang. Tự nhiên mình cảm giác hạnh phúc là mình sắp thành Phật, mình trút bỏ hết tất cả. Trời ơi, ở nhà, lúc ở nhà nghe, cậu Út bước ra khỏi nhà là lắng lẫy chứ đừng giỡn nha. Rồi bay đụng vô cái áo thầy mình không đứt cánh nữa thôi. Vậy mà vô chùa là dẹp hết mấy trăm bộ áo quần đó, bận cái bộ đồ nhìn mắt gớm mà. Nhưng mà nó hạnh phúc lắm. Rồi được tụng một thời kinh, trong cho tới cái giờ đó được tụng kinh, quý vị biết 3 giờ sáng thức dậy, 2 giờ lo thức rồi. Trong tới giờ đó được thức dậy để được tụng kinh, còn bây giờ mà nghe kẻn đánh cái nằm ẹo qua ẹo lại, mệt quá xin tì. Cuộc sống nó mỗi nhàm do chúng ta không tiếp tục dệt ước mơ, hay nói đơn giản là tự mình làm cho nó tan đi những cái niềm hạnh phúc trong cái công việc của mình. Cái hạnh phúc đó nó có khi chúng ta xác định được cái công việc của mình, những việc rất nhỏ nhưng nó được nối tiếp trong từng ngày. Và chúng ta hạnh phúc vì sao? Vì chúng ta biết được rằng mình là ai, mình làm cái này vì cái gì. Thậm chí mình hiểu được mình làm cái này vì ai nữa kìa. Phải không mấy cô? Đó, mấy cô sẵn sàng có thể xách cái giỏ đi chợ 30 năm để nấu ăn, không biết mệt. Biết mệt không? Biết, nhưng hạnh phúc lắm. Vì mình nấu cho chồng, cho con ăn. Phải không quý vị? Bà Diệu Chí, phải không? Đó. Thầy thấy mấy anh á, chạy xe đi 20 cây số để mua một cái bánh bao cho bà xã, hạnh phúc không? Cái này khó trả lời. Bị ép buộc. Nếu mà chúng ta xác định được cái mục đích là vì ai chúng ta đi, vì cái gì chúng ta đi, thì nó mới là hạnh phúc. Còn không là mệt mỏi ghê lắm. Cho nên thầy đề nghị với lại quý vị một điều này. Thầy biết ai cũng bận. Với cái nhịp điệu của cái cuộc sống chốn thị thành, mình không có cho phép mình được rảnh rang. Có lúc mình mệt nhưng mà chúng ta cũng không có được nghỉ, phải làm tiếp.
đi làm về mệt rồi phải dọn dẹp nhà cửa, rồi phải nấu nướng, rồi phải chăm sóc con cái, thì biết quý vị mệt lắm, rất là mệt. Nhưng mà cuộc sống này đâu có cho phép chúng ta dừng lại, phải không quý vị? Tại vì cái mệt đó do mình chọn. Mình chưa có lập gia đình, chưa có thành hôn, nhưng mà nhiều khi mình cũng mơ ước trong một cái gia đình có tiếng khóc trẻ thơ, nhưng mà nó khóc nhiều quá mình cũng mệt. Rồi mình mơ ước rồi này kia, lẩm đẩm rồi nắm tay, có cái bàn tay hài nhi nó nắm tay mình dẫn đi chỗ nó hạnh phúc quá chừng quá đổi. Nhưng mà ngày nào tháng nào nó cũng lên ban đỏ ban kỵ á, thì thôi lúc đó cũng le lưỡi trợn tròng trợn trắng á chứ. Rồi có nhiều người nói dễ thương lắm, con không cần anh ấy, con chỉ cần mấy đứa nhỏ thôi. Vậy mà lâu lâu cũng ngồi, giờ này anh ở đâu? Ngon vậy đó, con không cần anh ấy. Lâu lâu hỏi giờ này anh ở đâu, không thôi là anh ơi anh đâu rồi. Ông Kim trả lời là em ơi anh đây nè. Cho nên thỉnh thoảng đó, quý vị phải tự làm một cái điều này, là dành một chút thời gian trong cái quỹ thời gian bận rộn của quý vị. Thời gian này gọi là thời gian tĩnh lặng. Để làm gì? Để cho chúng ta lắng nghe những tiếng nói từ trái tim của mình. Chúng ta phải sống thật với con người mình, với những suy nghĩ đó. Cái đó cũng gọi là thiền. Tại vì thiền là một cách chú mục về sự tư duy của con người. Chữ thiền na Trung Quốc dịch là tư duy tu, tức là một cái cách thực tập theo chiều hướng của sự tư duy, chứ không có hình thức. Ai cũng mệt, ai cũng lu bu, ai cũng rộn ràng, và ai cũng đầy áp lực. Mà bây giờ quý vị không cân đối lại tâm lý của mình thì quý vị sẽ là người mệt mỏi lắm. Cho nên phải dành những giây phút hiếm hoi trong cuộc sống của mình, nếu được mỗi ngày thì càng tốt, đó là thời gian tĩnh lặng để chúng ta tư duy về cái công việc của mình làm, về cái người mà chúng ta gặp, về cái con đường mà chúng ta đi, để chúng ta có thể nghe được tiếng nói thật từ trái tim của mình. Có như vậy chúng ta mới biết được một cách đích thực rằng mình là ai, mình muốn cái gì, và mình làm cái công việc này đó là vì ai. Nếu quý vị không dành thời gian để tư duy trong những phút giây tĩnh lặng này, chắc chắn trong cuộc đời quý vị sẽ không bao giờ trả lời được những cái câu hỏi mà thầy vừa nêu. Chúng ta cũng trả lời được đó, nhưng mà trả lời cho qua chuyện, hoặc trả lời theo cái tôi của mình, hoặc trả lời theo cái giận của mình, cái bất mãn của mình. Còn mình trả lời một cách trung thực từ nơi sâu thẳm trái tim của mình, chỉ có sự tĩnh lặng chúng ta mới trả lời được thôi. Chứ nếu không chúng ta trả lời, nó mang hơi hám của giận hờn. Tôi vì ai mà tôi trở thành con khỉ già trong cái nhà này? Vì ai quý vị? Đâu cần phải hỏi lên vậy, ai mà không biết. Nhưng mà tôi nói khơ khơ vậy đó, ai muốn biết biết, không biết thôi. Cho nên tôi là cần nói, chứ tôi không cần nghe. Phải không quý vị? Có nhiều lúc mình cần nói thôi chứ mình không cần người ta nghe. Trời ơi tôi khổ quá, tôi vì ai? Nó cứ lâu lâu la khờ vậy đó. Ai nghe không nghe là thôi. Phải không mấy cô? Có la khờ không? Có. La khờ riết cái thành la khùng á. Theo quý vị thì trong cuộc sống này, khoảnh khắc nào là quan trọng nhất đời mình? Không xác định được à? Khoảnh khắc nào quý vị? Không quan trọng tại sao mà anh đứng chờ em với hàng bá đậu?
Bây giờ đổi qua hàng Bồ Đề. Giờ chắc phải hỏi. Mời con. Khoảnh khắc có ý nghĩa nhất trong cái cuộc sống của mình và cái giây phút đó, đó là cái khoảnh khắc mà mang lại cho mình một cái niềm hạnh phúc nhất. Cho một cái câu thơ nói lên cái hạnh phúc đó là: trời đất hôm nay bỗng hồi sinh, bởi lẽ hôm qua có kẻ đã tỏ tình. Cái này là hơi lãng mạn. Vâng, cái đó cũng là khoảnh khắc đó. Tức là nó đem tới cho chúng ta một cái cảm giác mà không thể nào quên. Và chính nó sẽ là điểm tựa, sẽ là động lực, sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt qua được những thứ mà tưởng chừng đã gục ngã. Cái đó mới là khoảnh khắc quan trọng của đời người. Còn đối với thầy đó, thầy xác định có hai cái khoảnh khắc quan trọng cuộc đời thầy. Không biết quý vị có trùng không? Thôi hỏi vòng vòng để thầy nói khai hết cho rồi. Thứ nhất, đó là kể từ khi được gặp. Không có được đốt mò. Được gặp cái gì? Gặp ai? Gặp Phật. Chỗ đón trật, trật lất. Có người dám nói gặp người ấy. Thầy nghe đó nha. Khoảnh khắc quan trọng nhất thầy nghĩ không phải của thầy mà của tất cả chúng ta, đó là được gặp ánh mặt trời. Tức là được sinh ra trong cuộc đời này. Có phải đó là khoảnh khắc quan trọng của đời người không? Phải không quý vị? Phải thì vỗ tay đi. Tại sao nó là khoảnh khắc quan trọng của đời người? Tại vì nếu không có khoảnh khắc đó, chúng ta sẽ không biết được buồn vui của cuộc đời. Chúng ta sẽ không biết được những thứ trong cuộc sống này. Nếu chúng ta không được sanh ra làm người thì chúng ta làm sao biết được cuộc sống là gì? Phải không quý vị? Mà chúng ta sanh ra chúng ta được thấy ánh nắng mặt trời, đó cũng là một cái khoảnh khắc quan trọng. Chứ có rất nhiều người sanh ra đâu có được thấy. Có nhiều người sanh ra cũng đâu có được nghe. Và họ im lìm như thế sanh ra cho đến khi họ không còn thở, nó giống nhau. Đó là một thảm họa. Cho nên thầy nghĩ được sanh ra làm người, được thấy ánh nắng mặt trời, được nghe tiếng thở của mình, của mẹ, của người thân yêu, thầy nghĩ đây là một khoảnh khắc quan trọng nhất của bất kỳ ai trên cõi đời giả tạm này. Và có một khoảnh khắc thứ hai cũng rất quan trọng đối với đời thầy. Quý vị có muốn nghe không? Tám ớn à. Hễ mà bí mật đời của người ta là con muốn nghe, con muốn nghe. Có những lúc thầy suy nghĩ, thầy hỏi vậy chứ lúc nào là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình? Cái khoảnh khắc nào? Thầy tự đặt câu hỏi này với thầy mà. Thầy trả lời nhiều thứ lắm quý vị, nhưng mà thầy thấy nó không phải là khoảnh khắc quan trọng. Tại vì nó có vẻ trừu tượng, hoặc là nó có vẻ tham dục, hoặc là nó có cái vẻ như là một cái sự sắp đặt cho một kịch bản có hồi kết, và hồi kết đó nó có hậu, chứ không phải là tình đẹp là tình bơ vơ. Không có. Cái đó nó thê thảm quá. Thì cuối cùng thầy xác định là cái khoảnh khắc quan trọng của đời thầy, tức là khi mà thầy nhận ra được mình sống có ý nghĩa. Khi mình nhận ra được mục đích của cuộc sống mình một cách rõ ràng, khoảnh khắc đó rất quan trọng. Chính vì nó quan trọng cho nên vấn đề còn lại không chi phối được mình. Có bệnh hay là không bệnh
mình vẫn sống với ước mơ đó, với mục đích đó, với ước, với tất cả những cái ước vọng đó. Không cần lý giải nhiều, ước nguyện này hay là tâm nguyện này vì ai, vì cái gì, không cần phải lý giải nhiều. Cho nên các Phật tử cứ chia sẻ với thầy, nói thấy tội nghiệp thầy quá, sức người có hạn, một tháng mà đi giảng 20 lần, xuôi bắc ra trung vô nam rồi đi đủ thứ hết trơn. Thầy nghĩ chuyện này bình thường. Cứ mỗi một ngày mình có cơ hội được thấy ánh nắng mặt trời, được nghe tiếng nói từ những người thân yêu của mình, là thầy xác định được rằng mục đích của thầy vẫn được tiếp tục và ước mơ của thầy đang được thực hiện. Quá hạnh phúc đi chứ. Khi mình khám phá ra điều gì nó mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc sống mình, khoảnh khắc đó quan trọng lắm quý vị. Và chính nó là động lực để cho chúng ta vững bước trên cái con đường thực hiện ước mơ của mình. Chứ nếu không có nó là chúng ta dễ bỏ cuộc lắm. Ai không buồn trong cuộc sống này quý vị? Nhiều đứa nít nhỏ xíu thì hỏi có buồn không? Con nó cũng trả lời con buồn. Buồn nhất là ba má nó không đưa cái điện thoại cho nó chơi game. Trời, nó 2 tuổi thầy hỏi đó. Thầy hỏi con có buồn? Con buồn. Mẹ không đưa cái điện thoại cho con chơi game, con buồn. Có một ông đi vô chùa thầy làm công quả. Cái bữa đó thầy đi làm công chuyện nhiều quá, thầy mỏi cái chân. Bây giờ đi nhiều quá nó nhức quá. Cái chiều tối cái mấy chú thì tới bóp chân, cái cũng có cái chú đó kể chuyện vui lắm quý vị. Cái thầy hỏi cho con, có lúc nào con cảm thấy con nhớ ai không con? Thầy hỏi nó đó là tại vì cái em này nó vô chùa nó làm công quả 1 năm để báo hiếu cho cha nó, cho ba của cái em này mới mất. Dễ thương lắm, 16 tuổi. Nó nói dạ có. Thì thầy nghĩ là chắc nó đang nhớ mẹ nó. Thầy hỏi chứ lúc nào con? Thì cái em nó mới vô chùa có 2 tuần. Nó nói lúc con 13 tuổi. Thầy thấy thầy bị hố hàng rồi. Tức là ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Không biết ai chạnh lòng đây. Thì năm nay nó 16 tuổi. Thì cách đây 3 năm nó 13 tuổi. Tự nhiên thầy hỏi cái nó cách đây 3 năm năm 13 tuổi. Con cũng có cái suy nghĩ là nôn nao đợi chờ. Thầy hỏi đợi chờ ai? Cái anh cúi đầu xuống mắc cỡ, khó nói quá. Con nít quỷ. Trời ơi, nó hỉ mũi chưa sạch 13 tuổi nó biết yêu rồi quý vị. Nó không trả lời được. Mà thầy thì thầy hiểu cái kiểu khác. Thầy nghĩ là nó, thầy gợi lên cái ý nó là cái câu hỏi là giống như nó nhớ mẹ nó sau khi chưa có bao giờ nó đi xa nhà, mà nó phát tâm đi vô chùa làm công quả để báo hiếu. Thì thầy nghĩ rằng nó rất là hiếu thảo với mẹ nó, nó phải nhớ mẹ nó. Vậy mà thầy hỏi có khi nào con có cảm giác con nôn nao con chờ ai con nhớ? Nó nói dạ có sư phụ. Thầy hỏi lúc nào? Nó nói năm 13 tuổi. Hố hàng. Trời, 13 tuổi là nó biết đợi, nó biết chờ, nó biết nhớ, nó biết thương rồi. Thầy gần 50 tuổi mà thầy chưa biết. Thầy lạc hậu. Thầy bị tục hậu. Trời ơi, bây giờ thầy phải làm sao chứ, bằng không cái kiểu này thầy chơi vơi. Nó mắc cỡ, thầy hỏi tới nó mắc cỡ. Cái mấy chú ở trong chùa nó nít quỷ. Mới bị lớn mà đặt yêu. Rồi cái hỏi chú rồi bây giờ làm sao? Nó nói giờ con vô chùa để thử lòng người ấy có chung thầy với con không? Trời ơi, ông này còn quỷ ghê hơn nữa. Tào lao dễ sợ, vô chùa mới, mình mới thấy nó vô chùa với một cái ý nghĩa cao cả, mình ngưỡng mộ nó quá. Vì báo hiếu cho ba mà đi vô chùa làm công quả, té ra bây giờ ông mới xì ra là để thử con nhỏ đó có chung thầy với ổng không. Cái bóp chân thôi, cái sư phụ ngày mai cho con về thăm mẹ. Đố quý vị nó thăm ai? Thầy không có, thầy cũng biết. Thầy hỏi đi chừng nào về? Nó nói con đi 2 ngày về, đi ngày trước ngày sau về.
Cái thầy nói không, sư phụ cho con đi về 4 tiếng đồng hồ. Nó nói cái gì 4 tiếng? Từ đây đi về nhà hết 1 tiếng rưỡi rồi. Thầy nói đúng, đây về 1 tiếng rưỡi, lên 1 tiếng rưỡi là 3 tiếng, còn 1 tiếng thăm mẹ. Nó nói thôi, còn 1 tiếng thăm gì? Phản ứng nhanh lắm. Cái thầy hỏi chứ, khai thiệt coi, có Đức Phật chứng minh à, ngoài thăm mẹ ra còn có thăm ai nữa không? Cúi đầu bẽn lẽn. Quý vị thấy không, từ khi yêu em là anh biết nói dối. Nhạc sĩ viết hay thiệt. Nó mượn cớ nó về thăm mẹ chứ nó còn tạt qua nó thăm nhỏ kia nữa. Xong cuối cùng sư phụ quyết định never, không bao giờ ở chùa tiếp tục. Quý vị thấy đó, cuộc sống của chúng ta nó nhịp nhàng, nó ăn ý, nó đồng điệu lắm. Nhưng mà chẳng qua là vì chúng ta không có trung thực để nhìn nó, để đánh giá nó, cho nên dần dần chúng ta không có sống thực với mình. Làm sao chúng ta xác định được mục đích của đời mình là cái gì? Mà không xác định được mục đích, làm sao chúng ta tìm được khoảnh khắc ý nghĩa nhất của cuộc đời mình, khoảnh khắc mà giá trị nhất, quan trọng nhất đối với cuộc đời của mình, phải không? Trong khi cuộc sống của chúng ta tập trung vô những điều gì? Quá nhiều thứ để chúng ta tập trung. Gia đình nè, công việc nè, người thân nè, các mối quan hệ khác nè, sức khỏe nè, tài chánh nè, đời sống tinh thần nè, ông thầy này nè, bà sư cô kia nè, phải không? Giày dép, thời trang, áo quần, vàng lên giá, đô la tuột giá, quan tâm không? Có hết. Quý vị lâu lâu mà ngồi lại đó, mình viết lên cái tờ giấy, hiện tại chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái gì? Quý vị cứ viết trung thực đi, thế nào cũng không có dưới 10 thứ. Nhiều thứ lắm. Mình tưởng là mình vô tư, mà lấy chồng rồi có chồng gánh cho mình gian sang ha, có vợ vợ lo cho mình, là mình tưởng là mình bớt. Xin thưa không có đâu, còn thêm một mớ lo lắng quan tâm nữa, phải không quý vị? Rồi đó, mình nghĩ mình có vợ có con, hoặc là mình có công ăn việc làm ổn định rồi, mình sẽ thoải mái. Thực tế nó có nhiều thứ làm cho chúng ta phải bận lòng, chúng ta phải quan tâm. Cho nên thầy nghĩ quý vị hãy trả lời cho bản thân mình, những giá trị nào thực sự là quan trọng đối với tôi? Gia đình, người thân, sự nghiệp, các mối quan hệ, tiền bạc, sức khỏe hay đời sống tinh thần? Bây giờ quý vị thử nghĩ xem cái gì quan trọng nhất. Cái gì quan trọng nhất quý vị? Sức khỏe, thôi khỏi trả lời. Bây giờ thầy hỏi này, trên cơ thể mình cơ quan nào quan trọng nhất? Cái gì quan trọng nhất trên cơ thể mình? Hả? Cái gì? Tất cả hả? Hơi thở quan trọng à? Cũng có nhiều người thở mà nằm chỗ thở đó. Quan trọng không? Cái đôi thôi cho thầy khỏi thở đi. Chứ cái kiểu mà cà thóp mà cái kiểu cà hước cái đó thôi cho em xin. Cơ thể mình cái gì quan trọng nhất? Mình cứ ngồi đó mình nói cái tai quan trọng, cái chân quan trọng. Cái chân bây giờ mày nói tao không quan trọng hả? Tao không nhúc nhích thử coi. Mày ngồi ở chỗ cái tai mày làm gì? Mày quơ thôi chứ không có làm gì được, phải không? Nó bây giờ trái tim nó dành nó quan trọng, nó kể công, nó đứng đầu, nó chê cái anh gan nó, tao ghét, tao để cho mày làm việc một mình, tao không hợp tác với mày thử coi làm sao, phải không? Nó mình nói con mắt quan trọng, cái lỗ mũi không quan trọng. Bây giờ mình tưởng từ một ngày nào đó mình không có cái lỗ mũi, thì con mắt mình có trợn lên trợn xuống, mình có nhìn tám phương bốn hướng, thì xin thưa mình cũng là quái nhân. Quý vị có tưởng từ một ngày nào đó mình không có lỗ mũi thì mình ra làm sao không quý vị? Hả? Người ta còn tính sửa mũi nữa, tự nhiên nghĩ không có mũi. Cũng vậy, khi quý vị liệt kê ra hết những gì quan trọng nhất đời người, quý vị đặt thêm một câu hỏi nữa, cái gì quan trọng nhất?
thực chất không có gì quan trọng nhất. Lúc mình không có tiền thì tiền nó quan trọng, phải không? Lúc mà ai cho tôi tình yêu thì tình yêu nó quan trọng, phải không? Lúc mình cảm thấy cô đơn, mình bỏ rơi, lúc đó mình mới thấy giá trị của người thân, của gia đình. Lúc mà chúng ta 3 năm tốt nghiệp rồi không xin được một cái việc gì để làm hết, đi phỏng vấn ở đâu người ta thấy cái mặt của mình, người ta lắc đầu, lúc đó mình mới thấy là công việc nó mới quan trọng. Lúc mà chúng ta trên đỉnh cao của danh vọng, của địa vị, của quyền lực, của tiền bạc, nhưng có những cái phập phồng lo lắng, chúng ta mới thấy giá trị của tâm linh. Cần có một vị thầy tâm linh. Và đời sống tâm linh là một điều để giúp cho chúng ta ổn định lại tất cả những thứ đang mất cân đối trong cuộc sống của mình. Cho nên để gọi là cái gì quan trọng nhất, xin thưa, như nhau hết. Hãy mình thiếu cái gì, cái đó quan trọng à. Thầy có hỏi một cái anh đó, đối với anh cái gì quan trọng nhất, ảnh nói đối với ảnh là bây giờ thuốc mọc tóc là quan trọng nhất. Là tại vì bà vợ bà cứ chê cái đầu của ảnh bị xói, mà có bà vợ đi luôn,
Tại nói đây không biết có đụng chạm ai trong này không? Mà cứ mua thuốc gì, uống thuốc gì, sức nó cũng không mọc, mà còn càng ngày nó càng bóng hơn nữa. Thầy nói là tại vì bà vợ không có phát hiện ra cái ưu điểm của cái đầu hói. Nó vẫn có cái đẹp phải không? Cái đẹp của người gì? Người thông thái. Nó cả khối người tóc chùm bơm đó, tốn dầu gội đầu, mấy ngày không gội đi ngang chua lét. Thầy tóc nhiều để làm gì? Phải không? Cho dù là đầu hói có thể làm sân bay, nhưng nó là vẻ đẹp của người thông thái. Ngay cả thầy không có cộng nào vẫn đẹp như thường. Thầy nói một hơi, cuối cùng bà vợ phải đồng ý với thầy, đầu hói là đẹp. Thầy nói chứ bây giờ bà đòi làm sao? Ông chồng bà hối thì bà đòi mọc tóc là mọc cái kiểu gì? Bà đổi chồng được không? Đâu có đổi được. Rồi bà làm cho chồng mọc tóc được không? Không được, cái bà cứ gây hoài. Bà cứ nói nhìn cái đầu hói bất cảm tình, bà nói sao kỳ cục vậy? Ông chồng bà ông cũng đâu có muốn hối, phải không? Hỏi ông có ông muốn hối không? Ông cũng đâu muốn, tại vì nó hối. Thế cái chuyện nó phải chịu thôi, phải không quý vị? Khi mình chấp nhận được nó thì nó sẽ trở thành người đồng hành với mình, hay là một cái gì đó nó sẽ rất đẹp trong cuộc sống mình, vì nó không có tách rời được. Đằng này mình tẩy nó, mình đẩy nó ra, mình loại trừ nó, thì những thứ đó nó trở thành áp lực của mình. Cho nên con người ta quên mất đi một điều: hướng tới một đời sống hạnh phúc nhất định không có sự đào thải, mà chỉ tồn tại đức bao dung. Mình thì luôn có xu hướng đào thải, loại trừ nó. Tại vì sao? Ghét. Dẹp mày. Tại vì sao? Không thích. Để kiếm ai mình thương, để tìm ai mình thích. Bàn 7-21 ngày, ghét tập 2, không thích tập 3. Cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài, rồi chúng ta đi tìm ai? Rồi chúng ta đi kiếm ở chỗ nào? Cho nên quy tắc đào thải là một quy tắc nghịch của hạnh phúc. Chúng ta phải biết hạnh phúc trong cuộc sống chỉ tồn tại một quy tắc, đó là bao dung. Lấy phải ông chồng ở giờ, nhất định phải bao dung luôn cái ở giờ của ông ấy. Lấy nhà một bà vợ nhiều chuyện, nhất định phải bao dung cái tánh nhiều chuyện của chị ấy, phải không? Nhưng mà lấy nhà một ông chồng lăng nhăng thì xin thưa phải cẩn thận. Coi chừng bao bố nó tốt hơn bao dung. Chùm lại quánh vào trận mềm mình cho bỏ cái thói lăng nhăng. Dám làm không mấy chị? Không. Trời ơi, thầy đọc nhiều cái lá thư của các Phật tử sao thầy đau lòng quá. Miệng lưỡi đàn ông nói mà tới kiến ở trong hang nó cũng bò ra. Để cho vợ của mình tha thứ cho sự lầm lỗi của anh, anh lỡ rồi, bây giờ cô ấy có thai thì cho anh được. Anh không có yêu cô ấy, nhưng mà không biết tại sao cô ấy có thai. Bây giờ đó, từ từ à, để thầy diễn tiếp. Bây giờ đó, em cho anh một cơ hội đi, để anh chăm sóc cho thai nhi. Bởi vì khoa học chứng minh rằng người mẹ mà buồn đó thì ảnh hưởng đến thai nhi. Anh không yêu cô ấy, anh chỉ lo cho đứa bé thôi. Anh hứa là khi nào cô ấy mẹ tròn con vuông xong mà anh trở về. Hỡi các đấng mài râu, thầy bức xúc ghê lắm. Thầy đọc cái đó thì mắc cỡ lắm. Thiệt. Quá là miệng lưỡi. Mấy ông yêu ru không nói gì, mấy bà tại sao cũng yêu ru. Đau khổ lắm. Những người vợ đó đau khổ. Nói làm sao cho được chuyện của mình, để người vợ bằng lòng với những sai trái của mình. Dừng lại được không? Để cho mẹ tròn con vuông rồi dừng lại được không? Bây giờ chỉ trách nhiệm cho tới khi cô ấy sanh xong rồi hết, phải không? Hết không? Đem con về nuôi hay là để cho cổ nuôi? Đem ai cho đem? Phải không? Cô ấy có cho mình đem không? Sức mấy? Trời ơi!
Nếu được ông khổ sở lắm, phải bao nhiêu tính toán mới giữ được ông chứ. Bây giờ mà chẳng lẽ người ta đưa cho ông đem con người ta đi à? Đừng có mơ. Cho nên mình giữ con là giữ luôn mẹ đó con à. Rồi đem mẹ về được nuôi nuôi ở đâu? Phòng nhất rồi có phòng nhì à, phải không? Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Rồi bắt đầu xin tiếp cho anh, chăm sóc cho đứa bé, anh không có yêu cô ấy. Khổ quá. Thầy nói thiệt ấy, thầy nhận những lá thư đó thầy đau lòng lắm. Đau lòng cho người, những người phụ nữ chịu đựng cái cảnh đó. Cuối cùng phải chọn một cái giải pháp là muốn đi đâu đi, chừng nào về thì về. Tại vì chồng mình bây giờ đã trở thành chồng của người ta rồi. Và tất cả những điều mà anh đã làm trong quá khứ đã khẳng định rằng anh ấy gian dối, không tin tưởng được nữa. Cho nên anh có hứa 1000 lời, xin thưa, anh là con ma nhà họ Hứa. Phải không? Sao tin được? Cho nên những người phụ nữ đã ép mình. Ép mình là vì thương con, không có muốn con mình nó sống không có cha. Cho nên vô tình tự mình làm tổn thương mình và tiếp tay cho những người đàn ông lại sống gian dối, dẫm lên những trái tim của những người phụ nữ thứ hai, thứ ba khác. Thầy phản đối chuyện này, có chết thầy cũng phản đối. Cho nên mấy đứa con phải chọn lựa, nhất định là phải sống một kiếp chung tình. Còn không chung tình được thì thôi đừng lấy vợ. Đồng ý không mấy anh? Thầy hỏi mấy anh ơi, mấy chị mắc gì giơ tay. Bây giờ thầy hỏi lại mấy anh là có đồng ý một kiếp chung tình không? Giơ tay lên thầy coi. Trời ơi, trong giảng đường này có 2 cánh tay thôi, thầy thất vọng quá. Đồng ý sống một kiếp chung tình không? Mấy anh giơ tay lên. Trời ơi, thầy ép lắm rồi, giờ được 8 cánh tay. Con ơi, cái đó cũng là mục đích của cuộc sống đó. Khi chúng ta xác định được mục đích đó, chúng ta sẽ không có nhiều chọn lựa, chúng ta không có nhiều phân vân. Chúng ta lạc lòng, chúng ta sống nó không có tốt. Rồi chúng ta trả lời, anh không biết gì sao nữa chứ anh không yêu cô ấy. Biết không? Ai biểu biết cô trả lời? Chúng ta hỏi mấy anh thì tự nhiên mấy cô trả lời. Biết hết á. Đây cũng là một cách để xác định mục đích của mình trong cuộc sống và khoảnh khắc hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Không xác định được là chúng ta không có giải quyết vấn đề. Những điều mà thầy đặt ra nãy giờ để quý vị thấy được thực sự cái nào quan trọng đối với mình thì chúng ta hãy sống như thế. Tại thầy hỏi có nhiều Phật tử, đa phần người ta trả lời là gia đình là quan trọng nhất, người thân là quan trọng nhất, sức khỏe là quan trọng nhất. Còn vấn đề tiền bạc hay là sự nghiệp hay là đời sống tinh thần thì cũng có người trả lời nhưng nó không nhiều. Thì hễ chúng ta xác định được thì chúng ta sống chết với nó. Chỉ trừ một vài trường hợp cái người kia thay lòng đổi dạ. Nhưng mà trên cái nền tảng luân lý đạo đức, thầy vẫn nghĩ như thế này: dù người ta đối xử tệ với mình, nhưng mình không có quyền đối xử tệ với bản thân mình, và mình đối xử tệ với lại người thân của mình. Quý vị đồng ý không? Ở đây hoàn toàn không có cái ý gì để gọi là bắt than cho cái người kia tiếp tục sai lầm hết. Mà mình không đối xử tệ với họ để cho mình được bình yên. Vì mình yêu họ, mình thương họ. Khi mình đối xử tệ họ, mình chì chiết họ, mình nói nọ, mình có vui không? Mình cũng khóc. Quay lưng lại là mình khóc liền. Dù mình đối diện với họ là mình trợn trắng, mình chống nạnh. Ông đi đi, tôi không cần ông. Nhưng mà ông vừa xách túi ra khỏi nhà thử coi, trời ơi, đập đầu với tường bụp vậy đó. Nhưng mà trước khi đập vô để cái tay đập vô cái tay chứ đập vô đầu bể thiệt rồi sao? Người ta vừa quay lưng là mình khóc liền. Cho nên khi mình đối xử tệ với họ để gọi là phản ứng cho sòng phẳng, ăn miếng trả miếng, thì người tổn thương đầu tiên nhất là mình.
Thầy nói những điều này đó, có một số người không đồng ý, nói là người ta đối xử tệ với mình thì thôi chứ mắc gì mình phải làm thế này thế kia. Thầy nói không, mình không cần thiết phải trả đũa lại hay đối xử tệ lại, tại vì cái đó nó làm cho mình buồn, nó làm cho mình khổ. Đơn giản thôi, vì đã từng yêu họ, đã từng thương họ và không thể thiếu được cuộc sống của họ. Thì từ cái chỗ xác định được giá trị nào thực sự quan trọng đối với chúng ta, thì chúng ta đã có mục tiêu. Và cái mục tiêu cụ thể đã được xác định rõ ràng, nó sẽ là nền tảng cho chúng ta dung đắp cuộc sống và thăng qua hạnh phúc trong cuộc sống mà chúng ta dung đắp đó. Và hãy sống trọn vẹn với nó. Một con thuyền mà được định hướng và đi đúng hướng, nó sẽ là hạnh phúc, bởi vì mục đích là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Thế giới nó luôn rộng mở, và con đường đó nó sẽ mở ra dành cho những ai biết mình thật sự muốn đi về đâu. Chứ còn chúng ta không xác định được cái mục tiêu cuối cùng của mình thì chúng ta cứ lang thang hoài, chúng ta không có chỗ dừng, giống như thuyền không bến vậy đó. Khi yêu, chúng ta thấy cái cô đó, cô tốt, cô nết na, cô sống đơn giản, nhưng mà khi về nhà sống chung rồi mới thấy cổ không phải thật như thế, cổ không phải là cái mô típ của cái người mà sống đơn giản. Thầy có an ủi một cái anh giám đốc đó, anh tới chùa ở 2 ngày, anh thất vọng về người vợ của anh. Người vợ ảnh vốn là cái người chân quê, chân lắm tay bùn, chỉ biết đồng áng thôi. Nhưng mà mẹ ảnh kêu ảnh cưới, tại vì cái cô này hiền. Bà mẹ bà nói là gái Sài Gòn bà không tin. Cho bà nói câu này thấy tội nghiệp quá. Bà chỉ tin gái quê thôi. Thầy cũng đồng ý. Mà cái anh này ảnh ngoan vậy đó, bà mẹ chọn cái cô đó, cái ảnh cũng cưới. Nhưng mà khi cái bà, cái cô này trở thành bà chủ một doanh nghiệp là nó khác. Đua đòi, sống xe xua, nó cho nó bằng chị bằng em. Thì anh chồng có vẻ thất vọng. Không phải anh sợ tốn tiền, nhưng mà ảnh đã cảm thấy người vợ ảnh đánh mất đi những cái mà ảnh anh quý, đó là cái chân chất của một người phụ nữ quê, cái bình dị mộc mạc của người phụ nữ quê. Tại ảnh thừa tiền mà, ảnh quơ tay là dính bao nhiêu, người mẫu người mét gì cũng dính hết. Nhưng mà tại sao ảnh chọn một cái con bành thị lẹm? Tại vì cái người này là chân chất mộc mạc, mà các thiếu nữ ở chốn đô thành thì lại không có. Nhưng mà khi trở về với cuộc sống, vợ chồng sống sung túc về kinh tế, có đầy đủ điều kiện vật chất, thì cô này hoàn toàn thay đổi, không còn mộc mạc nữa, xe xua. Hồi sáng đó chùa thầy có làm lễ hằng thuận quy y, thì thầy có hỏi tăng lang, trong kinh Người Áo Trắng Đức Phật dạy bổn phận người chồng có năm bổn phận đối với vợ, trong đó có cái nhiệm vụ là chăm sóc và mua sắm áo quần trang sức cho vợ. Thầy hỏi cái nó im lặng, thầy hỏi có thể làm được không, nó im lặng chưa trả lời. Cái thầy phải nói tiếp cái câu mà câu này rất quan trọng của Đức Phật nói, đó là tùy theo hoàn cảnh của mình. Đức Phật thông minh vô cùng, chứ nếu mà không tùy theo hoàn cảnh của mình, tối ngày nó đòi hột sòn không thì làm gì có, phải không quý vị? Đức Phật rất là thông minh. Khi thầy hỏi cái câu này thì các em nó gật đầu, gật đầu đồng ý đó. Thầy nói nếu như vợ con không có thích xe xua, thích sống đạm bạc đơn giản, thì con có thích không? Gật đầu liền, cũng thích, thích lắm. Thầy nói điều đó không có nghĩa rằng là vợ thích như thế là mình bỏ qua, cũng phải biết chăm sóc. Bởi vì người phụ nữ tâm lý chung vẫn thích chân diện một chút,
mặc đẹp một chút, tươm tất một chút, trang sức một chút, phải không? Cho dù vợ thích đơn giản, thích mộc mạc, không cầu kỳ, nhưng bổn phận người chồng phải tâm lý một chút. Thì cái giá trị của người phụ nữ mà đơn giản đó, từ ngàn xưa lúc nào cũng được người ta tôn vinh hết. Trong truyện Kiều có hai câu: đã cho vào bậc bố kinh, đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Hai câu này là lời của Thúy Kiều nói với Kim Trọng trong cái buổi thề ước dưới ánh trăng, mà Kim Trọng có chiều hơi đi quá mức quy định, tới hơi quá trơn, có chiều lả lơi. Cho nên Thúy Kiều nói liền: đã cho vào bậc bố kinh, đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Hai câu này rất quan trọng, nói về nết hạnh của người phụ nữ. Trong hai câu này chỉ có hai chữ nói về điều đó là bố kinh. Đã cho vào bậc bố kinh, quý vị biết bố kinh là gì không? Bố là vải thô, kinh là một cái que cây. Tức là người phụ nữ ngày xưa đó, 16 tuổi là bắt đầu người ta bới tóc lên, cài trâm. Thì gọi tuổi đó là tuổi gì? Tuổi cập kê. Cập kê là dắt trâm hay cài trâm. Nhưng mà người phụ nữ mộc mạc, người ta bẻ một cái que cây khô, người ta cũng có thể cài được tóc. Nói như thế không phải là người ta không có tiền mua cái kim thoa đâu. Tức là kim thoa là cái trâm vàng đó. Người ta không phải không có tiền đâu, người ta có tiền. Nhưng mà một người phụ nữ mộc mạc đó, người ta vẫn có thể làm được cái điều đó. Và không phải người ta không có đủ tiền để mua lụa là gấm vóc, nhưng người ta vẫn ăn mặc đơn giản. Tức là bẻ một cái cành cây cứng để dắt tóc, thì cái đó gọi là kinh. Mặc vải thô, cho nên gọi là bố. Bố là vải và vải thô. Thì cái chữ bố kinh này là chỉ cho người vợ hiền lành, nết hạnh, đoan trang, mộc mạc. Đấy là cái đức tánh của người phụ nữ. Vì sao mà Nguyễn Du lại viết hai chữ bố kinh này ở trong tác phẩm truyện Kiều? Để làm khó mình. Nhiều khi mình đọc mình không hiểu, tại quý vị đâu có học chữ Hán đâu mà hiểu. Bởi vì vào đời nhà Hán ở Trung Quốc, thì nó có một câu chuyện như thế này. Lương Học là một danh sĩ vang lừng, tài học uyên bác, kiến thức rộng rãi, và ông ta rất là trọng tiết tháo. Thì Lương Hồng cưới vợ, vợ của Lương Hồng tên là Mạnh Quan. Thì khi mà về nhà chồng đó, tân nương Mạnh Quan mặc quần lụa lộng lẫy, sặc sỡ, đầu thì cài trâm bằng ngà voi. Thì khi về nhà chồng thì Mạnh Quan lại thấy chồng mình có vẻ hững hờ. Người đẹp như thế này, trang sức lụa là gấm vóc, toàn là quý, cây trâm bằng vàng là xưa rồi diễm, bây giờ xài trâm bằng ngà là thể hiện cái quý phái hơn. Ngà mà còn điêu khắc ở trên đó, trạm chỗ trên đó, rồi nạm cả ngọc phỉ thúy ở trên đó. Nhưng mà Mạnh Quan thấy chồng mình tẻ nhạt, lạnh lùng, không gần gũi. Cho nên Mạnh Quan đem cất cái cây trăm ngà đó và bẻ một cái cành cây khô để dắt tóc. Thì khi mà vắt tóc bằng cây trăm bằng ngà đó, thì tóc phải bới thật chặt, và phải có một cái kỹ thuật để kèm theo những cái phụ liệu cho tóc nó đừng có rớt xuống.
rồi dắt hoa dắt gì, nhưng mà vô tình khi mà lấy một cái cành cây khô dắt vào tóc á, thì nó rớt xuống một ít, nó lò xò ở bên tai, tôn lên cái vẻ đẹp quý phái của người phụ nữ. Cho nên là Lương Hồng để ý thấy vợ mình đẹp, đẹp mộc mạc, đẹp đẹp giản dị, đẹp hoang dại. Cái này thầy thêm vô. Chưa hết, Mạnh Quang là người có học mà, được giáo dục đàng hoàng, cho nên là xếp lại những cái bộ lụa là sặc sỡ, những cái bộ gấm đẹp của mình xếp vào rương cất hết, và lấy những cái bộ vải thường, mua vải thường về tự cắt may. Rồi Mạnh Quang mặc những cái bộ vải thô đó, thì vô tình nó lại tôn lên cái nước da trắng, nó đẹp. Rồi khi đi làm việc, rồi mồ hôi nó dính dính vào trong cái vải thô đó, rồi quẹt lấy mồ hôi trên trán, rồi nó dính với cái sợi tóc lại, nó trở thành những nét đẹp mà chỉ có những người phụ nữ mộc mạc mới có nét đẹp đó. Còn những người mà tối ngày chuốt móng tay, đem đồ ra giảm giá, làm gì có cái đẹp đó, phải không? Rồi Mạnh Quang lại xuống phụ với lại những cái người gia nhân, rồi phải xăng tay áo lên, rồi xăng ống quần lên. Cho nên Lương Hồng thấy vợ của mình đúng là người phụ nữ đáng yêu, đúng là của báo trong cuộc đời này, không thể nào mà bỏ được. Lương Hồng mới tươi cười bảo rằng bây giờ nàng mới đúng là vợ của ta. Xuất phát từ cái điển tích này của nàng Mạnh Quang hiểu ý chồng, không xài cây trăm bằng ngà, lấy một cành cây khô để dắt tóc, không mặc lụa là gấm dốc, chỉ mặc vải thô thôi, mà lấy được trái tim của chồng, đem tới hạnh phúc cho gia đình, và thật sự khiến cho người đàn ông xác định được nét đẹp chân thật của người phụ nữ chính là sự mộc mạc. Từ cái điển tích này, cho nên Nguyễn Du mới đưa vào trong hai câu tâm sự của Thúy Kiều để nói rằng người phụ nữ có nết hạnh đó là cái người phụ nữ sống đơn giản mà từ chối cái sự lả lơi của người mà mình yêu thương. Hết rồi. Quý vị cứ mơ, giống như sáng nay vậy đó, thầy nói về ý nghĩa của chiếc nhẫn, xong rồi Tân Lan trao nhẫn cho Tân Nương, trời ơi, hai cái đứa nó cứ nắm tay hoài, thầy phải nhắc nhở là xin cảm ơn Tân Lan, Tân Nương và buông tay ra, nó mới chịu buông ra. Thưa quý vị, cái này có phải là điều quan trọng trong cuộc sống của mình không? Cái câu chuyện mà thầy kể quý vị, tức là sống mộc mạc, sống đơn giản, sống chân thật với mình, với người thân của mình trong gia đình, nó có trở thành quan trọng không quý vị? Nếu như quý vị chọn cái phương pháp dùng hình thức bên ngoài, thầy e rằng cũng không giữ được chồng. Tại vì sao? Tại vì mình vô tình mình đẩy cho cái ông này có cái thói quen là sống ảo, thích hình thức. Nhưng mà sự thật thì mình mỗi một ngày thì mình tiến dần tới già, xấu, tệ, phải không? Thì ổng là có xu hướng đi tới cái đẹp, cái nhẹ nhàng, cái ngọt ngào. Thì mình đâu có những tiêu chuẩn đó, mình đâu có điều kiện nữa, phải không? Mình đâu có cái khả năng nữa. Mình đã trở thành hàng quá đát rồi. Cho nên thầy nghĩ nếu như đi với chồng dự tiệc, sẵn sàng mình sẽ biến mình trở thành bà hoàng, nhưng mà về nhà mình sẽ trở thành cô lọ lem của ngày nào. Quý vị đồng ý không? Chứ lúc nào mà mình cũng làm như thế hết thì ông chồng ông sẽ có cái nếp sống khác liền, hoặc là ông bám theo cái đó và ông không dừng lại thì mất chồng như không. Còn hai là ông chồng không có thực tế và mình cũng không có thực tế. Có những thứ
mà chúng ta tưởng rằng là nó không quan trọng, nhưng thực chất nó quan trọng lắm quý vị. Cứ tin đi, xác định được mục đích, chúng ta hiểu rằng những thứ nhỏ nó cũng sẽ làm hạnh phúc cho cuộc đời mình, thì con đường mình đi nó rộng mở lắm. Vậy chúng ta có mục đích hẳn hoi. Khi chúng ta có mục đích hẳn hoi, có một kế hoạch cụ thể, thì chúng ta làm gì chúng ta cũng không rời được cái mục đích đó. Chúng ta có một cái ý tưởng rõ ràng. Và ở đây thầy muốn nói với lại quý vị thêm một điều nữa rằng chúng ta cần phải sống có ân tình. Có một điều là thầy thấy quý Phật tử hay than phiền người khác. Trời ơi, cái bà đó bà kể như Tào Tháo. Kể như Tào Tháo là kể gì quý vị? Hả? Ai đọc Tam Quốc rồi? Tào Tháo kể cái gì? Kể với ai? Hả quý vị? Không biết thì tra Google. Mình mới thấy được cơ trí của người xưa. Ai là cái người tha Tào Tháo? Trần Hưng Đạo à? Phải không? Hay là chị Sứ? Bây giờ cứ đọc chuyện đi rồi biết. Cái thầy kể không không biết. Nhưng mà ý thầy muốn nói rằng là cái ân tình trong cuộc sống này đó, chúng ta thường là chúng ta không hài lòng khi người khác kể, kể ơn, phải không? Nhưng mà mình cũng rất khó chịu khi người khác không nhớ ơn mình. Hai cái này bằng nhau. Mình thọ ơn người ta mà mình không chịu cho người ta kể ơn, gì kỳ á. Mà ngược lại mình làm có chút xíu mình bắt người ta nhớ đời đời kiếp kiếp. Ông nhớ xong con ông cũng phải nhớ, cháu ngoại ông cũng phải nhớ, gì kỳ á. Mình có vậy không? Không thô thiển thôi, nhưng mà trong tâm của chúng ta vẫn có. Người nào mà phủi ơn mình bực mình ghê lắm. Mình sẽ đem đi nói với người khác, mình nói khéo, mình nhắc nhở. Nhưng mà có những ân tình chúng ta cũng sẽ không bao giờ tìm được lần thứ hai. Và ân tình đó nó sẽ đắp bồi cho cuộc sống của chúng ta. Thầy nghĩ nó cũng là quan trọng. Nó cũng là những cái mục đích cụ thể và quan trọng trong đời sống của chúng ta. Thầy muốn nói đến đây, đến cái vấn đề này, thầy xin kể quý vị nghe một câu chuyện về một nhân vật rất đặc biệt của thời Tam Quốc, nhưng mà xuất thân là Hàn Di. Đó chính là Hoài Âm Hầu Hàn Tín. Nghe kể chuyện đời xưa cái vỗ tay. Hàn Tín cách sống cách chúng ta khoảng 2200 năm. Hàn Tín được đánh giá là một đại dũng tướng, bách chiến bách thắng, chưa từng có thất bại, vô địch đó. Được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là nắm trong tay trăm vạn quân, đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy, thì ta không bằng Hoài Âm Hầu. Tức là Hàn Tín được phong tước hầu, hiệu là Hoài Âm, cho nên gọi là Hoài Âm Hầu. Thì trong thời Hán Sở tranh hùng đó, Hàn Tín nổi lên là một nhân vật kiệt xuất trong ba nhân vật Hán Sơ Tam Kiệt. Một là Trương Lương, hai là Tiêu Hà, và ba là Hàn Tín. Và Hàn Tín là được đánh giá cao nhất trong ba người này, Hán Sơ Tam Kiệt. Bởi vì chính Hàn Tín là cái người mà giúp Lưu Bang dựng nên cơ đồ của nhà Hán. Và nhà Hán kéo dài đến 400 năm. Thì khi mà công thành danh tội, Hàn Tín được phong hầu, trên đường mà trở về quê, trở về đất sở của mình, cờ lộng rợp trời, đi trên xe, có người đánh xe thế, thì
Hàng Tín ngồi ngậm ngùi nhớ lại cái thời gian nan lúc nhỏ, nghèo, đi câu cá, mà có khi câu cá mấy ngày không có cá. Một lần nọ là suốt 3 ngày câu cá không có cá ăn. Thì một cái cậu bé nhỏ như thế mới ngồi bên bờ sông khóc. Có khi vào chợ để xin ăn, thì Hàng Tín cảm thấy mình rất là khổ nhục, tức là đau buồn lắm. Không cha không mẹ, nhà nghèo, kiếm cơm cũng không được, kiếm cá cũng không xong. Thì khi mà lang thang vào chợ khóc như thế, thì Hàng Tín mới quay trở lại bờ sông ngồi thất thiểu. Thì có một bà già này họ Phiếu, bà đi giặt sợi ở dưới sông. Thì bà thấy Hàng Tín, một cái chú bé này mặt mày xanh xao, ngồi dựa vô trong một cái bờ đất, thất thơ thất thưởng, biết là đói khát lâu ngày không có gì ăn. Cho nên bà mới nắm tay, bà mới kéo, bà mới nói: này cháu, đợi bà một chút. Rồi các bà chạy lên bờ, xong các bà quay trở lại, bà nắm tay Hàng Tín để bà kéo đi, bà dắt đi, bà dắt về nhà. Bà nói là cháu hãy theo bà về nhà. Thì bà Phiếu mẫu này bà mới về, bà nấu cơm cho Hàng Tín ăn, để cho Hàng Tín ngồi đợi ở trong nhà. Bà lấy gạo ra, bà vo gạo, rồi bà thổi cơm, rồi cơm chín rồi bà dọn ra, hai bà cháu ngồi ăn ngon lành. Nhưng mà bà nhường cơm tại vì bà cũng nghèo, bà nhường cơm cho Hàng Tín ăn. Hàng Tín ăn xong rồi cúi đầu tạ ơn Phiếu mẫu rồi đi. Nhưng mà Hàng Tín là một cái người thông minh, rất thông minh, lại có ý chí sắt đá, cho nên lớn lên Hàng Tín đã tìm cách lập thân. Thì trong cuộc chiến tranh giữa Hạng Lương với nhau, tức là Hạng Võ và Trương Lương cùng với là Tần Thủy Hoàng, thì Hạng Lương thì không có biết tài năng của Hàng Tín, cho nên không có biết cách sử dụng. Rồi Hạng Võ thì lên thay Hạng Lương, cũng không có tầm nhìn xa, không phát hiện ra được Hàng Tín là bậc kỳ tài quân sự. Mà quý vị biết Hàng Tín đó, mà lúc Cơ Hàn ngồi nhìn hai cái đám kiến nó đánh lộn với nhau, một đám kiến đen một đám kiến đỏ, mà từ đó mà nghĩ ra cái cách dùng binh của mình, rút kinh nghiệm từ cái bầy kiến. Trời ơi, thầy nói mà tới các kè nó kêu luôn. Hai lần rồi đó, ghê gớm vậy, năng lực dễ sợ không, nhiếp phục được con cá kè, nhiếp phục được cá sấu mới ghê chứ. Chỉ nhìn hai cái đám kiến nó đánh với nhau thôi mà Hàng Tín để ý được rằng cái đám kiến đỏ nó thắng đám kiến đen là nó nhờ có tiền quân, có hậu quân, rồi nó có phục binh, nó có tiền trạm, nó có đủ thứ, tả quân, hữu quân, nó có đủ thứ hết. Chỉ nhìn kiến nó đánh với nhau thôi mà Hàng Tín nghĩ ra được những cái cách thức để dụng binh sau này trở thành bậc kỳ tài bách chiến bách thắng. Quý vị xem kiến thức về mà loài vật đi, kiến nó tổ chức tấn công là không bao giờ nó thất bại. Các nhà khoa học nghiên cứu bỏ ra bao nhiêu năm tháng trời để nghiên cứu những đàn kiến ở châu Phi, nó tấn công, nó quyết định tấn công là nó phải thắng. Nó có trinh sát, nó có dò la tình hình, nó biết nó nằm thắng chắc phần thắng rồi nó mới tấn công. Ghê vậy. Mà không ngờ hồi xưa đó là Hàng Tín đã ngộ ra được điều này từ hai đàn kiến đánh lộn với nhau.
thì hạng võ cũng không có tầm nhìn xa, cho rằng là hàng tính không có lập công gì xứng đáng, không có tài năng gì hết. Cho đến khi gặp Trương Lương, Trương Lương mới thấy được cái khả năng tiềm ẩn vô tận về cách dùng binh của hàng tính, cho nên mới đề bạt lên Hán Lưu Bang. Thì Hán Lưu Bang sử dụng đúng người, giao binh pháp, xin lỗi, giao binh quyền cho người biết binh pháp, và cuối cùng Hàn Tín trở thành một công cụ giúp Lưu Bang bình định thiên hạ, lập nên nhà Hán. Cho nên Lưu Bang mới tưởng thưởng cái công đóng góp của Hàn Tín, cắt đất phong dương. Khi mình giao binh quyền thì phong Hàn Tín là nguyên soái, là nguyên nhung đó, cầm quân đi đánh nước Sở. Hạng Võ thua, bỏ chạy, và cuối cùng phải tự vận ở bến sông Ô Giang. Và trong cái khoảnh khắc mà đi vào lịch sử đó, khi mà Hạng Võ bị Hàn Tín mà bức ngặt đó, mình mới thấy được có những con người đi vào những trang sử, đó là Ngu Cơ. Ngu Cơ là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn và chung thủy, vợ của Hạng Võ. Bà luôn theo chồng của mình đi ra trận mạc, chứ không giống như các quý phi mà ngồi chỗ chuốt móng tay kẻ chân mài. Bà rất đẹp cho nên Hạng Võ thương bà lắm. Nhưng mà vì vướng bận Ngu Cơ và thương người vợ của mình, cho nên Hạng Võ đã chần chừ ở đó, và cuối cùng Ngu Cơ tự tử để cho chồng mình rảnh tay rảnh chân để chạy đi khi mà bị Hàn Tín truy sát. Nhưng mà khi Ngu Cơ chết rồi thì Hạng Võ thấy không cần thiết phải đi nữa. Đi về đâu hỡi em? Câu này không hợp. Hợp không? Hợp. Không cần thiết phải đi vì một nửa không còn, đâu có gì để thay thế được, giống như đôi dép vậy, phải không? Chiếc này đứt rồi chiếc kia coi như không còn, không cần phải tìm chiếc khác để thay thế nữa. Nhưng mà dép có bao giờ đứt hai chiếc cùng lúc không quý vị? Vậy mà chiếc này đứt rồi chiếc kia cũng như tiêu đời. Cuối cùng Hàng Võ thấy không cần thiết, vợ hiền của mình đã chết rồi thì còn gì nữa, gian sang chẳng còn gì nữa. Cho nên Hạng Võ đứng đó ngẩng mặt lên trời mà kêu lên: Ngu Hề, Ngu Hề nại nhược hà, tức là hỡi nàng ngu, nàng ngu ơi, biết làm sao đây? Rồi tự tử chết. Thì sau khi bình định được Hạng Võ thì lúc bấy giờ Lưu Bang mới xưng vương lập nên nhà Hán. Tất cả đều nhờ tài năng của Hàn Tín. Nhưng mà cuối cùng thì Hàn Tín như thế nào quý vị? Hả? Cuối cùng cuộc đời Hàn Tín ra sao? Quý vị tìm sách để đọc. Ở đây ý thầy muốn nói một điều rằng khi mà Hàn Tín công thành danh tội, được phong hầu, sao được phong vương? Bởi vì thế lực của Hàn Tín lớn, nắm binh quyền mà có tài nữa, cho nên là Lưu Bang cảm thấy nguy, chỉ sợ là Hàn Tín quay trở lại tạo phản thì chết chắc, cho nên phải phong vương. Phải phong vương cho Hàn Tín làm Tề Vương, làm vua của đất Tề. Thì triệu Hàn Tín trở về để mà nhận những nhiệm vụ quan trọng, những lệnh quan trọng. Nhưng mà về rồi mày không có đường đi nữa, con xử mày đẹp. Đó là kết cuộc của một bậc kỳ tài. Ở đây thầy muốn nói là khi mà Hàn Tín được phong làm Hoài Âm Hầu trở về nước Sở, lập tức cho người mời ngay Phiếu Mẫu, người phụ nữ nghèo mà đã nấu cơm
cho hàng tín ăn cái thời cơ hàng đó. Chỉ một bữa cơm đó thôi, một bữa cơm của những con người chân chất, nhưng nó đầy ân tình và giúp cho hàng tín có nên một cái sự nghiệp lớn. Cho nên khi mời phiếu mẫu đến dinh thự của mình thì hàng tín mới bày ra một cái mâm ăn đầy sơn hào hải vị để tặng cho, để chiêu đãi cho phiếu mẫu, và tặng 1.000 lượng vàng để tạ ơn. Bà cũng đâu có biết ông này là ai, đâu có biết hàng tín là ai. Bởi vì bà thấy một cái đứa bé nó đói, nó khát bên bờ sông, bà thương nó đơn giản thế thôi. Và bà thương nó, bà không biết làm gì, bà có một miếng gạo, bà nấu cơm cho nó ăn. Rồi chuyện đó đã trôi vào dĩ vãng, bà cũng không cần biết nó là ai. Nhưng mà hàng tín thì không, luôn nhớ bà cụ nấu cơm cho mình ăn. Cho nên nhất định là phải đền đáp. Nghìn vàng gọi chút lễ thường, mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân. Cho nên từ đây về sau, người ta muốn đền ơn đáp nghĩa, hay là muốn nhắc cái ơn nghĩa của ai đó, người ta gọi là bát cơm phiếu mẫu. Hết rồi. Nghe kể chuyện thì sai xưa. Thưa đại chúng, tại vì không có thời gian cho nên thầy không có thể nói nhiều về công trạng, rồi tài năng, rồi tính cách của hàng tín, bởi vì nó nhiều quá. Nhưng ở đây chúng ta chỉ biết một điều rằng hàng tín là một chiến tướng không bao giờ thất bại. Ở trong sử ghi đây là một danh tướng, một bậc kỳ tài, bách chiến bách thắng. Không có ông thì quân Hán không thể nào vượt qua được Tần Lĩnh mà tiến về phía đông đánh thắng quân Sở được, chắc chắn như thế. Khi mà chúng ta sống trong ân tình, có khi chúng ta không biết. Khi mà chúng ta đang thọ ân tình, lắm khi chúng ta cố tình để không biết. Thầy nghĩ rằng mình là người Phật tử, hay nói đơn giản mình là một con người, khi đã có mục đích trong cuộc sống thì nhất định chúng ta phải xác lập cho rõ về những khoản ân tình ở trong cuộc đời này mà chúng ta đã nhận. Không đợi tới người khác đòi, không đợi tới người ta gợi ý, người ta ghép, mà chúng ta luôn sống đầy ân tình như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái lắm, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nếu có cơ hội chúng ta đền đáp. Và đó cũng là những khoảnh khắc của hạnh phúc, khi chúng ta biết đền ơn đối với lại những người mà đã giúp cho chúng ta thành tựu trong cuộc sống này, như là việc làm của hàng tín ngày xưa. Dù chỉ nhận một bát cơm của một bà già nghèo, nhưng đâu đó rất là rõ ràng. Kính thưa đại chúng, rồi đây trong cuộc sống, thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ bất mãn và chợt vang lên câu hỏi: vì cái gì? Nhưng đã là Phật tử thì có 100 lần vang lên câu hỏi này, chúng ta cũng tìm ra lời giải đáp. Chỉ một cách đơn giản, đó là sống trung thực với lại những suy nghĩ trong trái tim của mình. Và cách thức để hóa giải những muộn phiền, để đem đến những hạnh phúc trong cuộc sống, thì có muôn ngàn cách mà Đức Phật đã chỉ bày ở trong kinh. Và những điều này thầy xin phép được hẹn lại ở quý vị lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
đã quan tâm, lắng nghe, theo dõi, suy nghĩ và ủng hộ. Trong 3 tháng này là 3 tháng an cư của chư Tăng, chư các vị xuất gia, cho nên là thời gian mà Thầy dành cho các đạo tràng thì thường nó ít, chỉ ưu tiên cho khóa tu mùa hè thôi, các em học sinh. Bởi vì thường ngày các em nó bận đi học, tới mùa hè nó mới có thể nghỉ và nó tham gia các khóa tu của các cơ sở tự viện hoặc giả là các ban trị sự Phật giáo của các tỉnh tổ chức. Và cái thứ hai là Thầy cũng dành điều kiện để lo cho các trường hạ, hoặc là chia sẻ kiến thức, hoặc là có thể tổ chức hay là ủng hộ về một chút nào đó về phương tiện của các hành giả an cư. Cho nên là không có nhận lời đi giảng các đạo tràng tu tập của các Phật tử. Chỉ sau 3 tháng an cư thì mới có thể nhận lời. Chính vì thế thì chỉ giữ được cái lịch giảng ở tại chùa Xá Lợi này thôi, chứ các nơi khác là hầu như không nhận lời, cũng không đủ sức khỏe quý vị. Thật ra để lên pháp tòa thì nó lúc nào cũng chối lội. Cái này không cần phải giới thiệu ai cũng biết, nhưng mà xuống pháp tòa thì nó xanh mét, sắp sửa đứt thở, dùng cố gắng dùng hết sức, mệt. Khi mình ráng hết sức mình dễ bị đột quỵ lắm quý vị. Mình có cái tâm lý là đợi mệt mình mới nghỉ mệt, phải không? Cho nên bác sĩ khuyên mình là phải nghỉ mệt trước khi mệt. Hồi trước Thầy không có hiểu cái này, nhưng mà sau khi bệnh là Thầy mới hiểu. Là giống như mình xài hết pin rồi mình mới đi sạc pin, thì nó rất là lâu nó mới hồi lại pin. Chúng ta thấy nó mờ mờ đèn là bắt đầu mình lo đi sạc đi, phải không? Cũng vậy, chúng ta bắt đầu hơi chớm mệt, đoán được là mình sẽ mệt ở đoạn đó thì bắt đầu chúng ta ngưng đi. Là không, đợi cho tới mệt, cho tới lột dơ rồi chúng ta mới đi sửa xe, thì xe coi chừng nó bán ve chai luôn. Hồi sáng phải lo cái lễ hàng thuận quy y cho tới 12 giờ mới xong, rồi tiếp khách cho tới 2 giờ, gần 2 giờ Thầy ở chùa cũ mới lên chùa mới. Chùa mới là có cái đàn tràng đại bi tụng, 2 giờ rưỡi tụng, theo lẽ 2 giờ, Thầy hẹn 2 giờ rưỡi mà đâu có đi kịp. Đi lên tới chùa đó là 2 giờ 45, cho nên 3 giờ phải tụng. Tụng chú đại bi xong với đạo tràng xong rồi còn cúng cô hồn. Trời ơi, cô hồn bây giờ nó cũng dòm ngó Thầy, nó khiếu nại. Cô hồn ở chùa Thầy khiếu nại, nhập dựa cho ai đó không biết nữa, rồi nói mấy cô nào đi tới cái ở ngáp ngáp mà nói Thầy ỷ trụ trì không quan tâm tới mấy chúng sanh đau khổ, để cho mấy chú không à, cho nên bây giờ Thầy phải đi cúng á quý vị, giờ làm Thầy cúng nữa. Vừa tụng kinh xong thì tắm rửa xong là đi lên đây là cũng đúng giờ. Ngày nào mà cũng với cái nhịp điệu này Thầy nghĩ chắc ăn cơm cúng sớm. Mời quý vị chắp tay chúng ta đọc bài kệ hồi hướng. Nguyện đem công này.